Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 4 tới đây thì cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng sẽ thu phí taxi ra vào theo lượt thay vì là phí thuê vị trí làn xe theo tháng. Việc điều chỉnh này đang đặt ra câu hỏi liệu có làm tăng phí và chồng thêm phí đối với taxi mà kết quả sau cùng là giá cước taxi có thể tăng cao và hành khách sẽ là người lãnh đủ các khoản tăng này. Phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Dự kiến từ ngày 1 tháng 4, với cách tính mới, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ thu tiền đơn vị khai thác chỗ đậu taxi theo lượt, chứ không cung cấp làn xe theo tháng với giá cho thuê từ 47 đến 55 triệu đồng một tháng một vị trí như trước đây. Mức giá mới khởi điểm là 9.100 đồng một lượt, chưa kể tiền thuê bãi đậu chờ của nhà xe TCP. Như vậy, khách đi taxi hoặc xe công nghệ ở sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chịu ít nhất 3 loại phí, gồm phí ra vào cổng sân bay 10.000 đồng một lượt, phí thuê làn theo lượt và phí thuê bãi đậu chờ, với tổng mức phí không dưới 25.000 đồng một lượt. Tăng phí, giá cước taxi sân bay cũng sẽ tăng, và hành khách là người phải gánh trực tiếp. Chỉ còn là họ luôn luôn tôn trọng khách hàng và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất thì em nghĩ điều đó thì khách hàng sợ sẽ sẵn sàng để đón nhận cái mức giá nó hợp lý. Nếu mà tăng lên nhưng mà dịch vụ xe đưa đón thường xuyên đó thì cũng tốt, nhưng mà tài xế thì vui vẻ là này kia nữa. Nhiều hành khách đồng tình việc tăng phí, nhưng phải đảm bảo đi kèm với tăng chất lượng dịch vụ taxi sân bay. Bởi tình trạng quá tải, hoạt động lộn xộn, giá cả chặt chém lâu nay. Thế nhưng không ít khách đi sân bay cho rằng việc tăng phí, chồng phí là bất hợp lý. Phía các doanh nghiệp taxi cũng cho rằng việc thu phí theo lượt sẽ góp phần đẩy giá cước lên cao. Chắc chắn các hãng taxi sẽ bị khách hàng phản ứng khi tính thêm chi phí này vào giá cước. Đề nghị với TCB và cảng hàng không cân nhắc có thể có một cái mức phí nhẹ hơn. Thứ hai, chúng tôi kiến nghị để cho giảm bớt phí thì có thể là cảng hàng không nên mở một cái đường, một cái làn riêng cho taxi đi từ ở bãi lót Hồng Hà vào thẳng làn C, không qua nhà xe TCB, nó giảm phí đi. Trong khi đó, theo nhà xe TCB, đơn vị kinh doanh bãi đậu chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất, việc tính phí mới theo lượt là phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo tính công bằng trong kinh doanh cũng như đảm bảo nguồn thu để TCB duy trì khả năng vận hành. Việc thu phí theo lượt chỉ áp dụng đối với các taxi có sử dụng bãi điểm và hạ tầng bên trong nhà để xe TCB để di chuyển đến làn C hoặc làn D đón khách. Trong đó, làn D nằm hoàn toàn trong khu vực của nhà để xe TCB. Và thực tế thì gần đây, như đến nay thì taxi truyền thống rất ít khi vào làn D đón khách. Tân Sơn Nhất là sân bay có lượng khách đông nhất nước, trung bình mỗi ngày đón từ 60.000 đến 70.000 lượt khách. Việc tính cước phí mới với taxi rất cần sự hài hòa lợi ích giữa các bên để đảm bảo tính công bằng trong hoạt động kinh doanh, tất cả vì lợi ích chất lượng phục vụ cho sự đi lại thuận tiện của người dân.